Một cái chị này cho anh Bình để cho ông nhận rồi ông cảm ơn xong đi rồi hai bài ăn cơm ghê giờ anh chạy đi chợ mua mấy lon bia hả? Ok, nhà này thì nhà bên đây không có bia nha, chứ nhà ở bển thì có bia. Nhà bên đây là đặc biệt không bia không rượu, mà chiều mấy anh chị em có con gà nướng hổm gài để tủ lạnh hoài không có ăn, bây giờ đem ra làm ăn ăn này thôi, mỗi người lon bia vậy thôi chứ nhậu nhẹt gì. À, nhậu thì sợ ông Hùng thôi chứ ông Quyền ông không có ghiền nha, ông Quyền không có ghiền. Ok rồi thì nói chung anh Bình đi qua đây hổm gài cũng được tuần chân bịch được 9 ngày. Ồ, ông cũng đếm từ ngày ha, thì cũng được 9-10 ngày rồi. Mà cái interview của ông thứ hai á là để interview được xin những cái trợ cấp á, mà chờ người ta cho cái thời gian interview từ 9:30 hả? 9:30 tới 3:00 chiều. 3:00 chiều mà chờ nguyên ngày luôn, người ta không gọi. Thì sáng nay anh Don mới chở ổng lên chở anh lại, thì người ta cho một cái số phone của cái người social worker mà để gọi cho anh Bình đó. Thì gọi lại sáng giờ thằng gọi lại quá trời, thằng để message luôn nhưng người ta cũng không gọi lại. Thì không biết, mình nghĩ là cái người social worker này có bệnh hay là đi vacation gì không. Thì ngày mai sẽ đi lên chảnh tiếp và mình sẽ nói là ồ, ta gọi cho cái số social worker này không có được, không ai gọi lại. Thì để người ta sẽ tìm cách nào hoặc người ta cho số khác. Đó thì chờ xin cho ổng coi có được food stamp không, có được hỗ trợ tiền ăn uống, tiền mặt gì đó không. Rồi quan trọng là cái bảo hiểm. Còn cái hỗ trợ tiền mặt thì nghĩ là không có rồi, nhưng mà nếu được tiền food stamp thì cũng được 280 để ông đi chợ mua lặt vặt nước uống đồ ăn đồ cái gì mà ông muốn ăn đó thì cũng đỡ. Cho nên còn cái bảo hiểm thì chưa có interview được, thành ra là chưa có được, nhưng mà chắc chắn là được. Tại vì hồi 2019 ổng có một cái Medicare rồi ở Cali, tại lúc đó ổng ở dưới Nam Cali. Thì ổng đã có ở Cali rồi 2019. Nhưng mà tới bây giờ thì lâu quá rồi, ổng qua bên Texas mấy tiểu bang khác thì ổng xài không có được. Cho nên khi bữa hàng dẫn lên thì coi như đã có rồi. Và qua ngày sau, cái một chị làm ở dưới những cái nơi mà văn phòng chính phủ cũng giống như mấy chị social worker ở dưới kia đó, thì mấy chị mới gọi, chị gọi cho Hằng, chị hỏi là trường hợp anh Bình. Thì Hằng mới nói lâu quá rồi, nhưng mà người ta kêu gọi lại một cái số đó ở dưới Nam Cali. Thì có gọi nhưng mà người ta lại bắt anh Bình đọc cái số ở trên cái thẻ, mà anh Bình con mắt có thấy đường đâu mà đọc, nó nhỏ xíu à. Thì mình nói là mình đọc thế, thì người ta lại nạt một cái rồi người ta cúp phone, là cũng mấy bà Việt Nam á. Thì Hằng có nói với cái chị đó, Hằng nói sao vậy trời, bà nói là không được. Rồi xong mình chưa kịp trả lời cái gì hết là họ lại cúp phone. Rồi xong cái chị mới nói là ok, cái chị làm ở dưới Nam Cali á, chị là social worker đó. Cái chị mới gọi cho Hằng đó, thì chị nói thôi bây giờ mình đi apply lại cái khác hết. Thì coi như là bữa đó điền hồ sơ nộp vô apply lại hết, cho nên mới được cái hẹn interview. Mà gốc của cái hẹn interview nó cũng chưa được. Thì ngày mai dẫn ông lên tiếp tục, Hằng dẫn lên tiếp tục, Hằng nói gọi số đó gọi không được, thì có thể là cho xin một cái số khác coi, cái số nào để mình gọi coi có thể được hay không đó. Đó, cho nên cái vấn đề mà để chờ mà đi xin cái bảo hiểm xong rồi đặng đi lấy bác sĩ về mắt, đi kiếm bác sĩ về mắt để cho ổng khám cái mắt ổng coi người ta nói nó như thế nào, tình hình cái mắt ổng như thế nào đó. Thì trước tiên là lo cho ổng trước cái về khám bệnh đó, chứ còn việc làm hiện tại bây giờ cái con mắt này mà ai mà dám nhận làm đâu, mà nói chuyện làm bây giờ nói tới anh Ân hổng gà việc làm, ổng đào đổ ngoài nắng nôi đó, rồi thì ảnh chưa có thể nhận anh Bình được. Tại vì hơn nữa là anh Bình bệnh nữa, mà kêu khi kêu làm cái gì mà lỡ dép té một cái là cái nơi làm người ta chịu trách nhiệm mệt lắm, cho nên người ta cũng không có dám nhận. Thì bây giờ
giờ thôi gắng cố gắng để lấy được cái bảo hiểm xong thì cho ảnh đi điều trị cái mắt, thì cái khả quan mắt nó sẽ như thế nào, rồi lúc đó mới kiếm việc làm tiếp. Còn nếu mà trường hợp nó chưa có khả quan thì mình cứ xin tiếp, mình sẽ xin social worker ở trên đó và mình trình bày hoàn cảnh, coi người ta sẽ có thể hướng dẫn mình để xin tiền bệnh đó. Rồi sau này nếu sáng mắt thì mình có khả năng mình làm cái gì mình làm cũng được, nhưng mình khai thuế một năm mình có ăn tiền bệnh hay gì đó thì mình không có được làm, nó hút cái quy định thôi, chứ mình vẫn được đi làm đó. Rồi thì trong cái trường hợp mà hoàn cảnh anh Bình như vậy thì bữa nay Hằng nhận được cái tiền của chị Ngọc, là chị Rô Xà Diệp, là chị Gô Xà Diệp, Gô Xà Diệp ở dưới Nam Cali, là chị tên là chị Ngọc nữa. Thì chị gửi cho anh Bình 1.200, thì chị nói là để hỗ trợ cho anh Bình thêm cái tiền mà di chuyển cái xe qua nghe di chuyển cái xe qua tốn tiền đó. Thì chỉ gửi cho 1.200, nhưng mà nói vậy chứ thôi, và cái anh mà anh cho mượn 1.200 di chuyển xe đó thì bây giờ anh Bình chưa có làm được, cho nên 1.200 này thì mặc dù cái chị coi chỉ nói vậy chứ, nhưng anh Bình nên để dành trong túi, để dành phòng hờ khi những cái gì mà mình cần thiết á. Mặc dù ở đây với Hằng ăn uống hay ở là không có tốn tiền rồi, nhưng mà cũng phải có tiền khi ông tự ra ông muốn mua cái gì riêng ổng á thì ông cũng có. Rồi ok, nhận 1.200 và cảm ơn chị Ngọc, chị Rô Xà Diệp. À, em xin kính chào quý vị trên cộng đồng mạng của chị Hằng Cali. Chị đã giúp đỡ với cho em cái số tiền để em trang trải trong thời gian sắp tới, thì em xin chân thành cảm ơn chị Rô Xà Diệp. Một lời cảm ơn rất là nhiều. Trong lúc khó khăn chị đã giúp đỡ em trong hoàn cảnh như thế này, thì em xin cảm ơn tất cả các ông bà cô chú trên cộng đồng mạng của kênh chị Hằng Cali. Một lời cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Thì thật ra chị Ngọc, chị Rô Xà Diệp này á, là chị cũng giúp rất nhiều người trong chương trình của Hằng Cali. Thì mà chị nói chuyện vui lắm. Khi chị gọi cho Hằng á, chị gửi tiền, chị nói chuyện vui lắm. Chị nói mà miễn mà ai nói bực lên cái, tại vì khi coi Hằng Cali thì có những cái kênh nói bậy về Hằng Cali, mà bực lên một cái là chị ghét, chị bấm tắt liền. Chị nói là không bao giờ coi những cái bậy bạ đó. Tại vì từ hồi xưa tới bây giờ tôi đã gửi biết bao nhiêu lần cho Hằng giúp những trường hợp khác rồi, là Hằng đều đọc tên đầy đủ và trao tận tay của những người trong hoàn cảnh được nhận. Thì tiền đó là Hằng ăn tiền mạnh thường quân ăn chỗ nào. Cho nên á hả, miễn mà bực lên cái kênh nào mà nó nói bậy về Hằng Cali một cái tôi bấm tắt liền. Chị nói có khi tôi comment vô tôi chửi, mà tôi chửi tôi nói xong rồi nó cũng lóc, nó xóa hết, nó đâu mà còn đâu. Thì Hằng mới nói bởi vì khi á những cái người mà họ nói bậy á thì họ đã nói bất chấp rồi. Tại vì cái lời nói của họ đó, họ không có mặt mũi gì hết, cho nên khi họ nói bậy, họ không mắc cỡ. Chứ thực sự khi mà một người người ta có tư cách á, một người là biết tư cách là con người á, khi người ta nói bậy cái lời nói người ta lựa lời lắm, không ai dám nói bậy nói bạ đâu. Nói gì? Thứ nhất là mang tội, mang nghiệp miệng. Cái thứ hai á là cái sĩ diện của mình nói dốc là không ai coi thường, người ta sẽ coi thường mình. Mình nói bậy thì người ta coi thường mình, không ai tôn trọng mình. Cho nên là giống như mấy cái kênh YouTube bẩn mà nó nói bậy đó, thì khán giả đâu có ủng hộ đâu mà coi. Khi nào mình làm những chương trình gì mà người ta ủng hộ mình làm những điều tốt và ủng hộ mình thì mình hãy làm. Còn nếu mỗi ngày mình đi chửi người ta để mình tạo thêm cái nghiệp không có phước báo gì cho gia đình thì mình đi chửi vậy làm gì. Cho nên đá xoay Hằng nói miễn các mạnh thường quân mấy chị mà hiểu Hằng là đủ rồi. Còn những người người ta không có giúp trong chương trình của Hằng thì người ta đâu có biết, cho nên người ta không có hiểu hay không hiểu mình cũng không có quan trọng. Tại vì khi người ta, những người mà không có giúp á thì người ta sẽ không có hiểu là có cái đó thật hay không. Nhưng quan trọng những mạnh thường quân, tất cả mạnh thường quân khi gửi tiền tới và xem trên phim, Hằng đã trao tới tay cho những hoàn cảnh như thế này đầy đủ và hiểu công việc của Hằng làm là đủ rồi. Cho nên Hằng đâu có quan trọng là những người nói bậy nói bạ có hiểu hay không, tại vì người ta không có cho thì người ta đâu có biết. Thì đương nhiên đôi khi người ta nói cũng không biết, cũng không biết chuyện đó có hay không. Người ta hay dùng cái câu như vậy, thì thử đi rồi biết có hay không liền gì. Giống như mấy chị mà mấy chị dùng cái câu là không biết
nhỏ đó nó có ăn tiền mạnh thường quân hay không, có ăn chặn hay không, thì mấy chị thử, mấy chị gửi đi thì mấy chị sẽ biết là có hay không. Còn ví dụ mình không có gửi cho ai, mình không có làm phước, thì đương nhiên mình, và mình không có coi chương trình của Hằng, lâu lâu mình xen vô mình thấy lướt lướt, mình coi chút xíu, thì đương nhiên là đâu có hiểu và cũng đâu có biết. Nên thì mấy chị muốn biết thì mấy chị phải xem chương trình của Hằng, và mấy chị mới hiểu, mới đồng cảm được những hoàn cảnh. Thì mấy chị cho thử 30 đồng, 20 đồng thôi, thì thấy coi mình có trao tận tay hay không thì biết rồi. Hằng cũng nói rất nhiều, Hằng nói cái uy tín của cái kênh YouTube của Hằng làm, của một cái công việc này, đối với những đồng tiền của Mạnh Thường Quân mà gom lại nhiều người mà nói Hằng ăn chận 20-30 ngàn hay 50-30 ngàn, 50-70 ngàn gì cũng không bao giờ xứng đáng với những cái uy tín và cái kênh YouTube của Hằng, cho nên không có ăn chặn kiểu đó, không có ăn chặn kiểu đó. Cho nên ở đây á, thì chương trình của Hằng làm cũng không có nhận tiền đâu tới cỡ đó nữa mọi người. Thì giống như người ta cho người 1000 hay người này 500 hay là gom lại nhiêu là mình trao cho người ta hết rồi, chứ không có đâu mà tới 50-70 ngàn hay 50-30 ngàn ha. Hay là không có ở đâu mà để mua nhà trên núi mấy triệu, không có Mạnh Thường Quân nào cho vậy hết á, trừ ra có đại gia nào á mà cho Hằng á thì Hằng mới mua nhà trên núi mấy triệu được nha. Chứ tiền Mạnh Thường Quân không có ai có tiền cho Hằng để mua nhà trên núi như vậy đâu. Chứ nếu có là Hằng uy tín như lắm, Hằng phải hãnh diện luôn á. Nếu mà Mạnh Thường Quân nào mà gửi tiền mà cho Hằng để mua nhà trên núi mấy triệu như vậy hãnh diện lắm chứ. Có người ta thương cho tiền mua nhà trên núi. Cho nên những lời của mấy cái chị YouTube bẩn nói á, thì mấy chị đừng có dùng những lời lẽ đó nữa. Nói như vậy á, sẽ hạ thấp con người, hạ thấp con người của mình ha. Cho nên thì ở đây chương trình của Hằng làm, Hằng có nói đây là một cái chương trình mà để Hằng làm chọn, cái kênh YouTube của Hằng chọn về chủ đề giúp đỡ những người vô gia cư hay là những người gặp hoạn nạn khó khăn. Mà nếu Hằng làm YouTube mà không ghi view các anh này lên, rồi Hằng nói cái miệng ok, mọi người ơi, hôm nay Hằng gặp một cái hoàn cảnh nó rất khổ này kia nọ, mà tất cả bà con không có thấy những người thật việc thật, thì ai có cho, ai có giúp những hoàn cảnh này không? Đúng không anh Bình? Dạ, đúng. Giống như anh Bình không có lên phim những cái con người thật và những cái việc thật này, thì bà con có thấy anh Bình để cho cái miệng Hằng lên, Hằng nói Hằng quyên góp mà Hằng ta không có thấy cái người bệnh đó là ai vậy? Vậy người ta có cho không? Đó. Cho nên đây là Hằng làm YouTube thật, nhưng Hằng giúp những hoàn cảnh như thế này. Thực ra các anh này được hưởng những cái quyền lợi này. Đối với Hằng một cái phim YouTube khi Hằng quay anh Bình đây á, không có được 50 đồng đâu. Mình nói thật á, khi một cái phim YouTube á, tùy theo người nào hot hay không hot. Giống như anh Bình á, người ta coi là toàn là những cái người Mạnh Thường Quân coi về cái khổ không, người có tâm, chứ người ta coi để vui giải trí á. Giống như anh Bình ta không có coi. Cho nên cái phim mà Hằng review anh Bình rất là ít, không có tiền YouTube đâu. Chứ đừng có nghĩ là ô, tại vì tôi quay mấy anh này tôi câu view. Cái tiền của anh Bình mà một cái phim mà Hằng review lên như thế này á, Hằng lấy tiền YouTube chưa có được 50 đồng đâu. Cho nên khi mà Hằng khu mang anh Bình, Hằng nuôi anh Bình ăn ở, tiền của Hằng á, Hằng tự cái đó Hằng làm phước á, cái đó Hằng nói thật á. Chiếc xe thì có của em Mạnh Thường Quân cho, nhưng mà khi cái có chỗ ngủ đi, rồi khi cái ăn ở mỗi ngày trong gia đình á, trong cuộc sống á, Hằng giúp ảnh á, cái đó là tiền Hằng giúp á. Chứ nói vậy mà tiền YouTube mà để quay ảnh mà đủ nuôi ảnh không có đâu. Đừng có nghĩ như vậy. Nếu ai có làm YouTube, tùy theo người ta coi, mình biết cái nào hot á. Khi người hot người ta coi hết cái phim mình mới thấy tiền YouTube. Còn nhiều người chỉ vô cái view thôi, view rồi người ta thấy không có thích nữa, coi cái đó chán lắm, người ta đi ra. Là mình không có tiền YouTube trong một cái phim đâu. Cho nên đối với Hằng giúp anh Bình là giúp cả cái lòng khi Hằng giúp người hoạn nạn. Nghe anh Bình sắp mù, vì cái đôi mắt Hằng rất quan trọng. Hằng nghĩ là cuộc đời mình đang thấy đường đi, tự nhiên mình mù bóng tối, rất khổ. Cho nên là Hằng nghe cái đó, Hằng cảm nhận được cái đó, Hằng giúp anh Bình. Chứ không phải là rước anh Bình qua đây mà để được quay YouTube. YouTube của anh Bình không có view đâu, không có tiền đâu. Cho nên đó, những cái mà khi anh Bình nhận được những cái tiền của Mạnh Thường Quân, đây là Hằng toàn bộ giúp được anh Bình được những cái quyền lợi này. Hằng đâu có phải là được cái gì mà câu view. Đó cho nên những ai hiểu trong công việc của mình làm thì mới biết là Hằng đang làm cái gì. Còn nếu mà nói về khi họ nói bậy, nói ẩu thì họ sẽ không hiểu gì hết. Giống như Hằng nói Hằng quay hai mẹ con chị Mỹ, khi review lên là để cho bà con giúp đỡ hai mẹ con chị Mỹ. Cái tiền YouTube của review hai mẹ con chị Mỹ á, nó còn tệ dữ nữa. Không ai coi á, coi toàn là những người mà
có cái cho tiền là những người là lớn tuổi hay là những chị ở đây coi á, là đồng cảnh, đồng giống như đồng cảm á. Đó thì cái lượt view và cái lượt coi đó nó rất ít, cho nên khi đó là hoàn toàn Hằng giúp chị Mỹ lâu nay. Chị Mỹ sống trong 2 năm nay là nhờ cái kênh YouTube của Hằng, chị Mỹ mới có đồng tiền để sống, chứ chị Mỹ đâu có làm gì ra tiền, không có luôn á. Cho nên đây là những công việc của Hằng là giúp đỡ người thôi, chứ nói mà tại vì mình làm YouTube thì mình phải cộng chung, có người này được view, người kia không được view thì mình tính lương của mỗi tháng YouTube trả mình thôi. Chứ không phải là nói ô ghi view cái ông này ổng hot, ổng có tiền, không có đâu. Quay một cái phim của ổng gì nè 50 đồng tôi cũng có đó. Không, tôi nói thiệt đó. Nếu ai có làm YouTube đi mới hiểu. Cái phim của ổng không quay lên gì 50 cũng có nè. Có ông Quyền mấy bữa hơi hot nha, có thấy tiền YouTube. Đó, thì cũng là giúp đỡ mấy anh em tại chương trình Hằng làm YouTube. Thì bắt buộc mình phải review lên những cái thước phim, chứ không thôi ai biết mà để giúp đỡ mấy anh. Đó, giống ông Bình đây, ông không lên YouTube ai biết mà để giúp đỡ ông, đúng không? Đó, thì cho nên là Hằng tự hào với công việc của mình lắm. Còn nếu mà, với lại Hằng rất là vui khi những mạnh thường quân hiểu là được rồi. Tại mạnh thường quân đưa Hằng đó, thí dụ 1,000 hay 500 là mình giao tận tay, mình đọc tên và cái người đã được, đã nhận thì ở đâu mà ăn tiền mạnh thường quân. Cho nên là nói những người họ ganh tị, họ nói bậy, nói giết thì sẽ mang cái khẩu nghiệp vậy thôi. Chứ cái lời nói đó với Hằng thì rất là quan trọng ha. Đó, rồi bây giờ, ủa nãy giờ lội ra bờ chở nhanh vậy luôn. Ông nội ơi, bự quá, sao mà uống? Uống chia em đôi. Chia em đôi vậy thôi, mình lấy cái ly hả? Ờ, lấy cái ly. Ai? Lấy cái... Ở trong nhà có ly hả? Có ly nhựa không? Ly sạch không? Có chứ. Ly sạch đó nha. Đừng lấy ly. Thôi gót ra mấy ông uống đi, còn cái lon tôi uống. Còn tôi uống một chút thôi. Rồi bữa nay nè, chiều đó mấy anh... Cơm cho mọi. Mấy anh em ngồi ngoài đường làm con gà. Cái này tô canh nè. Đó, rồi cái là có cá khô nữa. Rồi cái đặng ăn cái gì đó, đặng ăn cơm. Ăn cơm gia đình, ăn cơm gia đình ngoài đường ba anh em thôi. Yeah, ok.